Chào mừng bạn đến channel Trải nghiệm Game. Chắc hẳn đa phần các kiện tướng đều từng trải qua tâm trạng ức chế và bế tắc. Cho dù có ưu thế vượt trội nhưng lại không thể cụ thể hóa được chúng bằng một chiến thắng chung cuộc. Thay vào đó, theo thời gian, khi cấp độ và trang bị của tất cả các vị tướng đều đạt tới mức tối đa, thì các lợi thế mà đội bạn mất công tạo dựng ở thời điểm đầu trận không còn ý nghĩa. Đó cũng sẽ là tiền đề cho trận đấu lật kèo không tưởng. Nên nhớ là Liên Quân Mobile là trận phá nhà. Vì thế, lượng đồ chênh lệch về cấp độ, vàng hay số mạng hạ gục đều chưa nói lên được điều gì nhiều nếu như nhà chính của đối thủ chưa bị phá hủy. Thế nên, khi đã có được lợi thế, cần phải tìm ngay các biện pháp để kết thúc trận đấu đó một cách nhanh nhất. Ngay bây giờ, cùng tìm hiểu top chiến thuật tận dụng lợi thế kết thúc trận đấu. Nào bắt đầu! Top 5. Thích đánh gì thì đánh. Cái chiến thuật này thì quá là phổ biến rồi, nhất là ở mấy cái rank bậc thấp đúng không ạ? Anh thích đánh kiểu gì thì đánh. Nên tôi không cần phải nói gì quá nhiều về cái chiến thuật này. Anh em cứ thỏa sức theo ý của mình đi. Top 4. Chia lẻ đẩy đường. Nếu không có một đội hình có khả năng giao tranh tổng mạnh, đừng dại gì mà xung đột chính diện 5v5 với đối thủ. Ngay cả khi lợi thế của bạn trở nên rõ ràng, đặc biệt là nếu đối thủ có một đội hình có khả năng khống chế và gây sát thương trên diện rộng mạnh như Ignis, Gildu hoặc các vị tướng mở giao tranh mạnh như Malok và Anduin. Chỉ một giao tranh tổng thất bại và bị quét sạch thôi, thế trận hoàn toàn có thể đảo chiều một cách chóng mặt. Nhất là khi đối thủ có lợi thế phòng thủ trên cao cũng như lợi thế từ sát thương từ ở trụ. Trong các tình huống này, chiến thuật chia ra để đẩy là giải pháp khá tối ưu, đặc biệt là nếu bên đội hình của bạn có các quân bài có khả năng đánh solo tốt như Zuka, Nakroth hay Rứa Bố. Việc vượt trội về cấp độ và trang bị, Zuka, Nakroth và Rứa Bố chắc chắn cực kỳ thích hợp với kèo solo 1v1. Và chỉ cần hạ gục được một mục tiêu phía bên đối thủ, đồng nghĩa với việc bạn có ít nhất một đường nhờ sự vượt trội về quân số tấn công. Top 3. Kiểm soát mục tiêu lớn. Khi có lợi thế thì team bạn lấy được quyền kiểm soát bản đồ, và đây là lúc để đội hình bạn lấn sân sang bên sân của đối thủ. Ở lúc đấy, việc kiểm soát các mục tiêu lớn như kinh công hay rồng trở nên đơn giản hơn. Đôi khi rồng cũng phải là mục tiêu quá quan trọng, đặc biệt là khi trận đấu trôi về giai đoạn cuối trận. Nhưng đừng vì thế mà bỏ quên chúng. Việc ăn rồng nhiều khiến cho ưu thế về vàng và trang bị của bạn càng trở nên rõ rệt hơn. Ở các thời điểm không thể đẩy trụ, việc có thêm bùa lợi kinh công có lợi thế cực lớn và là tiền đề cho pha tấn công trụ tiếp theo của team. Có ưu thế về trang bị và cấp độ cộng thêm bùa lợi kinh công, phần trăm thành công trong pha đẩy trụ của team bạn chắc chắn tăng đáng kể. Top 2. Phục kích và trừng phạt sai lầm của đối thủ. Như nói ở bên trên, khi chúng ta vươn lên dẫn trước và có ưu thế, đặc biệt là ở số mạng hạ gục, team bạn gần như chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát bản đồ, đồng thời đẩy đối thủ vào tình thế co cụm, bắt buộc phải hạn chế farm lẻ và đi riêng, bị kiểm soát phần rừng và các mục tiêu lớn như rồng, kinh công. Đồng thời, lượng tài nguyên nhận được từ lính bị san sẻ rất nhiều, khiến cho đối thủ trở nên bần cùng và cực kỳ ngột ngạt. Đôi khi không làm gì là một cách hữu hiệu nhất. Bạn chỉ cần bóp nghẹt đối thủ trong các màn đấu tâm lý căng thẳng này và chờ đợi các sai lầm xảy ra. Người ta thường nói túng thì hay làm liều, và không phải bất kỳ các trận nào các đối thủ đều có đủ sự lầy lội và kiên nhẫn bám trụ suốt cả trận đấu. Rồi chỉ có lúc sai lầm từ cá nhân bộc lộ như khi nào nôn nóng trở thành các chất xúc tác không thể tuyệt vời hơn. Và với lợi thế và kiểm soát bản đồ, việc của bạn chỉ là chờ đợi các sai lầm này rồi cố gắng trừng phạt đối thủ một cách triệt để nhất. Đó là lúc bạn gần như chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức mà đạt được mục đích phá hủy các công trình của đối phương. Top 1. Ép giao tranh. Một trong các sai lầm để đối thủ bị lật kèo đó là các đội khi có lợi thế thường mất đi quá nhiều thời gian vào các việc vô bổ thay vì tập trung vào các mục tiêu lớn. Nhiều khi dù có lợi thế rất lớn rồi nhưng nhiều kiện tướng vẫn muốn tối ưu hóa cái lượng farm của mình hay tìm kiếm các mạng lẻ của đối thủ. Đành rằng bạn có thể thành công, nhưng trong Liên Quân, điểm hạ gục không nói lên nhiều điều. Có rất nhiều trận đấu, team có lợi thế bị cuốn theo bị cách di chuyển như là bị hút theo các thành viên đi lẻ của team đối thủ và tốn rất nhiều thời gian. Cần phải luôn nhớ một điều, thời gian là vàng bạc và việc tận dụng hiệu quả thời gian là cách để đảm bảo chiến thắng của bạn. Trong khi có lợi thế, cố gắng tập trung và hướng tới các mục tiêu lớn. Nếu không phải là rồng, kinh công thì nên là trụ của đối thủ. Đừng vì món lợi nhỏ trước mắt, vì mấy cái mạng lẻ mà quên đi mục đích chính của mình. Liên Quân Mobile là trận phá nhà để chiến thắng.
chứ không tính thắng thua theo số điểm hạ gục. Thế nên, cần phải ép đối thủ phải giao tranh, tấn công chúng khi bạn có đủ khỏe, còn đối thủ thì chưa đầy đủ trang bị. Đây là chìa khóa để kết thúc một ván đấu nhanh chóng nhất. Trên đây là top chiến thuật lợi dụng lợi thế để kết thúc một trận đấu. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video, vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.